xin cô để nhận được món quà của cô rồi mà. Bây giờ cô chuẩn bị làm ảo thuật. Cô ba cùng nhìn nha. 3, 2, 1. Boom. Yeah. Bây giờ chúng ta cùng đồng thanh nói cảm ơn cô ba nha. Và thứ hai là cô đếm 1, 2, 3 cảm ơn cô ba. 1, 2, 3 chúc mừng sushi. 1, 2, 3 chúng ta vui quá nha. 1, 2, 3. Cảm ơn cô ba. Rồi 1, 2, 3 chúc mừng sushi nha. Nha. 1, 2, 3. Chúc mừng sushi. Ủa mà chúc mừng nhân dịp gì ta? Cô ba chúc mừng nhân dịp gì? Nhân dịp mà con đạt được giải ba trong cuộc thi vẽ tranh áo dài bà Hoa năm 2022. Rồi giờ mình 22. Ok, 2022. Rồi. Tạ ơn Chúa nha và gieo nhìn mấy nha. 1 2 3. Chúng con tạ ơn Chúa. Vẫy tay. Yeah. Rồi. Hỏi. 1 2 3. Nhìn nó trên nè. Ta là. Look at the sky. Mẹ mẹ hơi dưới mẹ con cầm. Look at the sky. Con nhìn lên trên nè, nhìn trên đi. Nhìn trên kia, ơi vui quá. Cô nghĩ là mình dẹp cái cây này luôn, mình cắm trực tiếp vô đi. Đúng nó rồi, sẽ thẳng cắm hơn. Được. Nè đó chứ còn không nó không thẳng. À, cách con gì lên trời nha. Nè, nè. Rồi, hả? Tay chưa, tay chưa không được chơi rồi chơi mới cha đấy, mà cắm rồi. Cô về nhà đỡ vui gió. Mờ quá, mờ quá. Chụp lại. Ủa, vậy sao con cắm vậy không nghe đúng. Sao vậy, sao cắm sâu quá vậy? Rồi mình lấy này ra nha. Cắm không, mình không cần có cái này con. Để con nó chơi cho nó hợp ra. Rồi bắt đầu cho cô mượn cây cô mời nha. Chưa. Đi chưa? Chưa. Con quay. Chụp lại nha con. Nhìn lại nè. Chụp lại con. Siro nhìn lên kìa. Siro. Các bạn nhìn lên. Hai. Nhìn lên. Sushi nhìn lên. Sushi. Tất cả các bạn nhìn lên. Rồi, nè. 1, 2, 3, ok. Rồi, bây giờ mời nha. Chưa, chưa, ba, ba quay, ba quay. Ok, rồi. Mở miệng ra con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin.